Đấu là Đại Lục hai tuyệt thế đường môn tập 52 cực phẩm băng đạo đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh kỳ Quy chuyện nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ đái thực hành nghi ngờ hỏi, Vương lão sư, ở vòng đấu loại, chúng ta là đội đứng đầu một tổ, mà thực lực của học viện Hoàng gia đấu linh kia không yếu, lẽ ra cũng phải đứng thứ nhất chứ, làm sao chúng ta có thể rút thăm chúng bọn họ được, không phải ở vòng này chúng ta sẽ rút thăm một trong tám đội đứng thứ hai sao? Vương Ngôn nói, xét theo thực lực, học viện Hoàng gia đấu linh lẽ ra phải vào nhóm đứng thứ nhất nhưng lần này không phải vậy trong tổ bọn họ đột nhiên xuất hiện một con hắc mã cuối cùng bọn họ giành được toàn thắng còn học viện hoàng gia đấu linh không hiểu tại sao lại bỏ qua trận đấu với học viên mới phất lên kia vì thế nên giờ bọn họ mới lọt vào nhóm đứng thứ hai mã tiểu đào nói chuyện này có chút kỳ lạ học viện hoàng gia đấu linh cũng nổi tiếng là một học viện lâu đời vị trí thứ nhất lẽ ra quan trọng với bọn họ lắm không biết nguyên nhân gì khiến bọn họ chấp nhận bỏ qua vị trí ấy nữa chẳng lẽ bọn họ đang dưỡng sức phương ngôn nói ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhóm đứng nhất và nhóm đứng hai chỉ có sự khác biệt ở vòng đấu 16 vào vòng 8 đội này, qua trận này cũng chẳng còn ích lợi gì nữa, mà học viện hoàng gia đấu linh quyết định như vậy nhất định còn ẩn giấu cái gì đó. Cũng may bên chúng ta vẫn còn ngươi và thực hành chưa ra thi đấu, chỉ cần có hai người trấn thủ, có lẽ không có chuyện gì quá lớn, được rồi, để ta giải thích một chút quy tắc của vòng đấu kế tiếp. Cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp hồn sư dù đã qua mấy vạn năm, quy tắc vẫn không thay đổi, nhất là vòng đấu loại cuối cùng này, cuộc thi vi thì muốn các đội được bộc lộ thực lực mạnh nhất và các trận đấu đều kịch tính nên phương thức thi đấu cũng có thay đổi vòng đấu này hoàn toàn khác với vòng đấu loại ban đầu mặc dù vẫn rút thăm chọn đối thủ nhưng mỗi trận đều phải đấu hai lần với hai phương thức khác nhau lần lượt là đoàn chiến và đấu cá nhân thắng trận đoàn chiến không có nghĩa là được vào tiếp vòng trong mà ngày tiếp theo còn phải đấu tiếp trận cá nhân nữa nếu như đối phương có thể chỉ dùng ba người đánh bại toàn bộ đối phương như thế cũng có thể chuyển bại thành thắng còn đối với đội đã thắng trận đoàn chiến chỉ cần với 7 người đánh bại 3 người của đội thua là chiến thắng, phương thức thi đấu này vừa đảm bảo thực lực, tổng thể của mỗi đội đều được bộc lộ đồng thời cũng tạo cơ hội cho các cá nhân trong từng đội thể hiện thực lực bản thân. Ví dụ thế này, trong đội chúng ta có Tiểu Đào và Thực Hành là hồn đế, giả sử chúng ta thua trận đoàn chiến, vậy thì chỉ cần hai đứa nó chiến thắng toàn bộ 7 người đối phương trong trận cá nhân thì chúng ta cũng giành được chiến thắng. Cho nên, vòng đấu này vừa có thể kiểm tra thực lực tổng thể của cả đội đồng thời cũng là cơ hội tốt để các đệ tử bộc lộ tài năng các học viện có thực lực cố gắng bồi dưỡng các đệ tử đứng đầu cũng vì giai đoạn đấu cá nhân này cách thức thi đấu kỳ lạ của vòng đấu này thật khiến mọi người bất ngờ hoắc vũ hậu hỏi vương lão sư nếu chẳng may trong trận đoàn chiến có người bị thương hoặc tiêu hao quá nhiều không thể tham gia thi đấu cá nhân thì phải làm sao vương ngôn nói như thế chỉ còn cách ngồi xem bên ngoài mà thôi bình thường mỗi học viện đến đây đều có đội dự bị như các ngươi vốn là đội dự bị đấy đội dự bị sẽ tạm thay thế vị trí cho các thành viên chính thức nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn bối bối từ tam thạch hai ngươi đều đã khôi phục hoàn toàn chưa nếu các trận sau phải sử dụng năng lực kia các ngươi có bị làm sao không ý phương ngôn dĩ nhiên là nói hoàng kim thánh long của bối bối và huyền vũ của từ tam thạch bối bối gật đầu nói đệ tử có lẽ không sao vũ hồn của đệ tử không tăng vọt như tam thạch nhưng đệ tử không thể sử dụng nhiều vì mỗi lần sử dụng đều sẽ giống như hai tiểu sư để sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ phải nghỉ ngơi ba ngày mới có thể dùng tiếp chỉ khi nào đạt đến cấp bậc hồn thánh mới có thể thoải mái sử dụng nó từ tam thạch đau khổ nói đệ tử không biết chính xác như thế nào nữa, vì hiện giờ đệ tử vẫn chưa khống chế được nó, chỉ khi nào có kích thích đặc biệt, vũ hồn của đệ tử mới chuyển sang trạng thái biến dị. Có điều, đệ tử và bối bối cũng giống nhau, chỉ cần tu phi đến bậc hồn thánh sẽ không còn vấn đề gì nữa, vương ngôn nói. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sắp xếp đội hình thi đấu cho trận ngày mai, đến vòng đấu này chúng ta không thể chuẩn bị qua loa nữa. Đối thủ ngày mai của chúng ta là đội đứng thứ tư lần trước, cho nên chúng ta phải dốc toàn lực, mã tiểu đào, đái thực hành, lăng lạc thần bối bối từ tam thạch hoác vũ hạo vương đông bảy người các con ngày mai tham gia trận đoàn chiến chủ khống là lăng lạc thần phối hợp với hoác vũ hạo những người còn lại phối hợp tấn công thái đầu lát người con chế tạo ra nhiều nhiều xì gà rồi chia cho mọi người phòng khi mai cần sử dụng dạ hòa thái đầu lập tức đáp tiêu tiêu chu chu môi nói chúng ta được rảnh rỗi rồi vương ngôn mỉm cười nói không có ai rảnh rỗi cả ở vòng đấu này không thể chắc chắn không có người bị thương nên các con ai cũng quan trọng nhất là ở vòng đấu trước các con ai cũng làm rất tốt còn nam nam và thái đầu bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ra thi đấu kế tiếp chúng ta thảo luận một chút chiến thuật bất kể học viện hoàng gia đấu linh kia còn ẩn giấu cái gì cũng ta cũng phải đánh bại bọn họ sự trở lại của hai hồn đế đã gia tăng sự tự tin trong lòng vương ngôn rất nhiều bọn họ còn phải thắng thêm bốn trận nữa mới có thể giữ được chức quán quân vì các trận đấu kế tiếp đều vô cùng gian nan nhưng mức độ không còn đặc biệt nghiêm trọng như với học viện chính thiên kia nữa đúng lúc này Đột nhiên cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa, Vương Ngôn nhíu mày, trầm giọng quát, không phải đã dặn nhân viên phục vụ không được đến làm phiền chúng tôi sao? Bên ngoài cửa phòng học vang lên một giọng nữ rất êm tai, "Thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi không phải nhân viên phục vụ, tôi đến từ phòng đấu giá Tinh Quang, phòng đấu giá Tinh Quang." Vương Ngôn nghe thấy giọng nói có chút quen tai khẽ lạng người, Bối Bối đang ở gần cửa phòng nhất đã đứng lên đưa mắt nhìn về phía Vương Ngôn, hẳn thấy Vương Ngôn cho phép rồi mới bước ra mở cửa. Người đang đứng đợi bên ngoài là một cô gái mặc trang phục màu đen tuyền, dáng vẻ chừng 28-29 tuổi, phụ nữ ở độ tuổi này nói già không già nói trẻ không trẻ nhưng lại mang một sự quyến rũ động lòng người. Mấy người hoác vũ hạo vừa nhìn thấy người kia liền nhận ra đây chính là vị đấu giá sư bọn họ từng gặp ở phòng đấu giá, thanh nhã, thanh nhã lướt mắt nhìn thấy vương ngôn, khẽ mỉm cười rồi cuối người hành lễ với vương ngôn. Xin chào vương lão sư, mạo mỗi làm phiền các vị thật có lỗi, vương ngôn trông thấy nàng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước, hắn trầm giọng nói, thanh nhận đấu giá sư cô tìm chúng tôi có chuyện gì không làm sao cô biết chúng tôi ở đây mà tìm đến thanh nhà ái náy nói lần trước mọi người khi thanh toán đã dùng tên của học viện sử lai khắc nên dĩ nhiên chúng tôi đã biết được mọi người là ai chúng tôi đã hỏi thăm tình hình một chút mới biết mọi người đang ở đây cho nên hôm nay tôi mới đến đây làm phiền mọi người chuyện là thế này đêm nay phòng đấu giá tinh quang chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá cấp bậc cao nhất bình thường loại đấu giá này một năm chỉ tổ chức một hoặc hai lần chỉ có những khách hàng tôn quý nhất mới có thể tham dự lần trước chúng tôi không biết mọi người làm người của học viện sử lai khắc nên đối xử có chút không phải cho nên ông chủ của chúng tôi lệnh tôi hôm nay mang thiệp mời đến cho mọi người hy vọng đêm nay nếu mọi người có thời gian rảnh chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh mọi người đến tham gia chúng tôi đảm bảo những vật được mang ra đấu giá hôm nay sẽ làm mọi người hài lòng nàng nói xong liền lấy ra một sấp thiệp mời đặt lên bàn sau đó xoay người hành lễ cáo từ tôi không tiếp tục làm phiền mọi người nữa thật xin lỗi sau đó cô từ từ lui về sau sau đó đóng cửa phòng rồi ra về Vương Ngôn nhìn một sấp thiệp mời trên bàn nói, phòng đấu giá tinh quang thật lợi hại, 11 cái thiệp mời không thiếu một cái, bọn họ còn có thể vượt qua lệnh phong tỏa của đế quốc mà vào đây gửi thiệp mời cho chúng ta, đúng là không tệ. Đái thực hành lấy một tấm thiệp mời lên xem rồi nói, đúng là đấu giá hội đỉnh cấp, vị đấu giá sư ấy nói không sai, những dạng đấu giá như thế này mỗi năm chỉ tổ chức một hai lần, trước đây ta cũng không có tư cách tham gia, chỉ có cha và các thành viên hoàng thất, các đại thương gia, các hồn sư, hồn đạo sư cao cấp mới có thể tham dự thứ tốt tuyệt đối không ít, nhưng giá cũng không thấp, có lẽ phòng đấu giá Tinh Quang chỉ muốn thiết lập quan hệ với học viện Sử Lai Khắc chúng ta chứ không có ý gì khác. Vương lão sư, ngài thấy sao? Vương ngôn lướt mắt nhìn các đệ tử của mình, hắn rõ ràng thấy đứa nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực. Bọn nhỏ đúng là những hồn sư ưu tú nhất trong đám bạn đồng lứa nhưng dù sao vẫn là những đứa nhóc, lúc nào cũng tò mò với những thứ mới lạ, huống chi loại đấu giá cao cấp này bình thường không phải muốn đến là đến. Được rồi, mọi người thi đấu vất vả rồi hôm nay ta cho cả nhóm nghỉ ngơi thư giãn một buổi. Có điều, chủ yếu đến xem, tuyệt đối không được gây chuyện, trận đấu ngày mai rất quan trọng, nếu có ai gây chuyện, chúng ta sẽ lập tức trở về tử điếm nghỉ ngơi. Phương lão sư vạn tuế, hắn vừa rất lời tiêu tiêu lập tức nhảy nhót hoan hô, quắc vũ hạo vào phương đông cũng không ngoại lệ, lần trước được đến đó một lần, cả nhóm đã rất phấn khích và tò mò rồi, nhưng đấy chỉ là buổi đấu giá cấp thấp thôi, vật phẩm cũng chỉ toàn là hồn đạo khí, mà lần này lại là buổi đấu giá cao cấp nhất, không biết sẽ có những thứ gì đây. Bọn họ không nghĩ sẽ đến đó mua gì, chủ yếu đi xem cho biết là chính, vương ngôn vừa cười vừa mắng. Mấy đứa tiểu quỷ này, ngồi xuống hết, chúng ta tiếp tục thảo luận cách thức tác chiến cho trận ngày mai. Nói thì thế, thật ra sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian, lát sau mọi người đều trở về phòng tiếp tục tu luyện, mãi đến chiều tối, cả nhóm ăn cơm xong, tự động thay quần áo bình thường, cầm theo thiệp mời, rồi đi theo vương ngôn đến phòng đấu giá tinh quang, khi đến nơi, bọn họ giật mình phát hiện vị đấu giá sư thanh nhã đã sớm chờ bọn họ ở cửa nàng vẫn mặc một bộ váy dài màu đen nhưng dưới ánh đèn đêm nàng lại càng thêm sang trọng tao nhã vương ngôn nhìn thấy nàng cũng khẽ gật đầu chào đấu giá sư thanh nhã chúng ta lại gặp nhau thanh nhã thấy cả nhóm đến tức thì vui mừng tươi cười nói hoan nghênh các vị khách quý hạ cố đến tham gia vương ngôn nói làm sao cô biết hôm nay chúng tôi nhất định sẽ đến thanh nhã lắc đầu nói tôi không biết nhưng nhiệm vụ của tôi là phải tiếp đón các vị khách quý thất tố bất kể các vị có đến hay không tôi cũng phải đứng đây đợi đến khi buổi đấu giá bắt đầu mới thôi, các vị, mới đi theo thanh nhã, nói xong nàng khẽ cười với vương ngôn rồi mới xoay người bước đi, từ tam thạch đứng phía sau ghé tai nói nhỏ với bối bối, cô nàng đấu giá sư này nãy giờ nhìn vương lão sư của chúng ta cười mấy lần rồi, e là vương lão sư bị người ta bắt hồn đi mất, cô nàng kia quyến rũ quá, bối bối liếc mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng tặng cho anh chàng hai chữ ngu ngốc, rồi cùng mọi người bước vào phòng đấu giá, tinh quang hôm nay bọn họ tiến vào cũng giống như lần đầu đến đây, mà Thanh Nhã cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng bước nhanh vào trong, đi lướt qua cả khu vực có phòng đấu giá lần trước bọn họ đến tham gia. Khi cả nhóm đi đến cuối đường thì thấy hai cô gái mặc váy dài màu vàng đang tươi cười chào đón, cả hai khom người hành lễ rồi nói với Thanh Nhã vài câu, sau đó một trong hai cô gái thấy ấn nhẹ vào vách tường bên cạnh. Ngay sau đó, trên vách tường bỗng nhiên lóe sáng, tường hoa văn ánh sáng kỳ lạ xuất hiện rồi ổn định, cô gái ấy đặt bàn tay mình vào vòng sáng, sau đó vách tường từ từ tách ra để lộ một lối đi ẩn giấu bên trong lối đi này hoàn toàn khác với con đường tiến vào ban đầu nó không rực rỡ như thế mà chỉ mang một màu trắng trong veo có điều nó không phải màu trắng lạnh lùng băng giá mà mang đến một cảm giác vô cùng dịu dàng ấm áp bất kể là lối đi hay vách đường đều được lót ngọc thạch như các cửa hàng bên ngoài có điều những mảnh ngọc thạch này còn mang theo những hoa văn kỳ lạ tuy không thể nhìn rõ những hoa văn đấy là gì nhưng rõ ràng khác xa so với con đường bên ngoài thanh nhã nhẹ giọng giải thích đây là lối vào sảnh đấu giá cao cấp nhất của chúng tôi, chỉ có những khách tôn quý nhất mới được bước vào. Hôm nay tôi cũng nhờ các vị mà được hưởng phúc, nếu không với cấp bậc hiện giờ của tôi, hoàn toàn không có tư cách bước vào đây, vương ngôn ung dung nói. Theo trang phục của thanh nhã đấu giá sư, dường như cô vừa được thăng cấp, thanh nhã mỉm cười nói. Đây cũng phải cảm ơn mọi người, vì lần trước tôi bán được thanh phệ linh đao khác, xét đủ yêu cầu nên mới được thăng cấp. Lúc này cả nhóm đã đi gần hết con đường, bên cạnh xuất hiện hai cô gái chừng mười tám. 19 tuổi mặc váy dài màu vàng tươi cười chào đón, cách đó không xa là một cánh cửa nhỏ, thanh nhã dẫn bọn họ bước vào cánh cửa có vết số 7, căn phòng này rộng chừng 200 thước vuông, bên trong được trang trí vô cùng xa hoa, bất kể là gỗ hay ngọc được sử dụng ở đây đều là những thứ xa xỉ, nhưng cho dù vật liệu dùng đều là thứ quý hiếm nhưng lại mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng tao nhã, không thể không lên tiếng khen ngợi, đây chính là sảnh số 7 trong phòng đấu giá cao cấp nhất ở đây. Gian phòng này có hình chữ nhật, bốn vách tường được làm bằng một thứ gì đó trong suốt lấp lánh, nhưng bên trên lại không có vật trang trí gì. Bước vào một chút nữa, trước mặt mọi người xuất hiện một cái ghế sofa thật lớn, tuy nhiên không biết nó được bọc bằng lớp da thú gì nhưng lại vô cùng mềm mại, ngồi lên liền cảm thấy thoải mái và vững vàng. Một cái ghế sofa này rộng đến mức có thể chứa ít nhất 20 người, trên chiếc bàn ngọc phía trước thì bày đầy các loại đồ ăn thức uống. Hoặc Vũ Hạo đến gần quan sát thì bất ngờ nhận ra trong những đĩa hoa quả kia có cả những loại trái cây mà hắn chưa từng biết đến mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế sofa cô nàng đấu ra sư thanh nhã và hai cô gái mặc váy dài màu vàng cùng đứng sang một bên thanh nhã đứng ngay bên cạnh ghế sofa mỉm cười nói để tôi giải thích cho các vị khách quý nghe một chút về quy tắc của buổi đấu giá này cô vừa dứt lời lập tức xoay người sang ra hiệu cho hai cô gái mặc váy vàng bên cạnh một trong hai cô gái đó bước đến vách tường sáng loáng khẽ ấn một cái sau đó vách tường tỏa ra một vầng sáng dịu dàng quần sáng đó dần dần trở nên rực rỡ cuối cùng vách tường ấy hóa thành một cái màn hình thật lớn Hoắc Vũ Hạo vừa thấy một màn kia liền quay sang nhìn Hòa Thái Đầu, còn Hòa Thái Đầu thì không kèm được mà lên tiếng hỏi. Đây là hồn đạo khí, Thanh Nhã gật đầu nói. Đây là màn hình ánh sáng được phòng đấu ra chúng tôi đặt đế quốc nhật nguyệt chế tạo riêng. Nó có thể thông qua một phương thức đặc biệt truyền hình ảnh đến cho chúng ta xem, mà khi sử dụng nó chúng ta không cần rót hồn lực vào do hạt nhân của nó được chế tạo từ một kim loại đặc biệt chỉ có ở đế quốc nhật nguyệt. Cô vừa nói xong, không chỉ Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu mà những người còn lại của học viện sử lai khắc đều cực kỳ chấn động chỉ cần hạt nhân được chế tạo từ kim loại đó thì không cần hồn lực cũng có thể sử dụng hồn đạo khí, chuyện này khác nào bảo không cần là hồn sư cũng có thể dùng hồn đạo khí, đây là một chuyện cực kỳ ý nghĩa đối với giới hồn đạo sư, Thanh Nhã rất giỏi về mặt quan sát nét mặt, dĩ nhiên cô dễ dàng nhận ra sự khiếp sợ của những người trước mặt, cô vội vàng mỉm cười giải thích, các vị đừng gấp, nghe tôi nói hết đã, tuy màn hình ánh sáng này không cần dùng hồn lực, nhưng năng lượng từ thứ kim loại đó rất yếu, không thể dùng để chế tạo hồn đạo khí phòng ngự hay công kích đâu nó chỉ có thể sử dụng cho một số hồn đạo khí cần ít năng lượng thôi thanh nhã tuy rằng đã giải thích đầy đủ và hợp lý nhưng cũng không thể khiến những người kia bình tĩnh trở lại đúng vậy hiện giờ không thể nhưng không có nghĩa sau này đế quốc nhật nguyệt không thể tìm ra cách thức khắc phục và sử dụng để chế tạo hồn đạo khí phòng ngự hay công kích chỉ cần cái màn hình ánh sáng trước mặt đã đủ nói cho bọn họ biết trình độ chế tạo hồn đạo khí của đế quốc nhật nguyệt đã phát triển đến mức nào đột nhiên ai cũng cảm thấy nặng nề thời đại tiến độ hồn đạo khí cũng không ngừng biến đổi đế quốc nhật nguyệt trước giờ rất ít thiết lập quan hệ với các đế quốc xung quanh cho nên không ai biết rõ hiện nay bọn họ đã nghiên cứu đến mức độ nào rồi mà sắp tới bọn họ còn phải đấu với học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đảo sư nữa màn hình ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng ở rìa xung quanh hiện ra những hình vẽ khác nhau chính giữa là một khung cảnh một bục đấu giá bục đấu giá này nhìn không có vẻ lớn nhưng lại hiện ra vô cùng rõ ràng trên màn hình thanh nhã nói vì để bảo vệ sự riêng tư của các vị khách quý nên mỗi người đến tham dự đều ở một phòng riêng cũng giống như gian phòng của các vị đây đấu giá sẽ bắt đầu từ xa tôi là người phụ trách giải thích từng vật phẩm còn nhiệm vụ báo giá là của hai cô gái đứng bên cạnh đây các vị nếu cần cứ việc ra giá còn đồ ăn thức uống ở đây đều miễn phí sau khi đấu giá xong vật phẩm cũng sẽ được mang thẳng đến đây và thu tiền tạm thời các vị có thể ăn uống một chút lát sau buổi đấu giá sẽ bắt đầu mọi người đều vừa mới ăn cơm xong nên không có hứng thú với các món ăn có điều đồ uống lại vô cùng hấp dẫn đúng là không hổ danh phòng đấu giá cao cấp nhất đế quốc tinh la thức uống ở đây không chỉ ngon mà cấp bậc dinh dưỡng còn không thua phần ăn dành cho đệ tử hạch tâm của học viện sử lai khắc nữa hoác vũ hạo chỉ mới uống mấy ngụm nước trái cây đã cảm thấy cả người vô cùng thoải mái vương ngôn quay sang nhìn thanh nhã nói đâu giá sư thanh nhã cô cũng ngồi xuống đi thanh nhã cũng không quá khách sáo cô mỉm cười gật đầu với vương ngôn rồi ngồi xuống bên canh hắn vương ngôn vội vàng nhích người sang một bên gương mặt thoáng đỏ bừng tuy hắn tuổi không còn nhỏ nhưng hiện nay vẫn chưa lập gia đình trước giờ chỉ tập trung nghiên cứu về hồn sư chưa từng gần gũi với phụ nữ, lúc này lại ngồi cạnh một cô gái quyết rũ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Thanh nhã nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi che miệng cười, sau đó lên tiếng nói, nhưng không phải là chưa đủ hắn. Vương lão sư, đây là lần đầu ngài đến thành tinh là sao? Vương ngôn lắc đầu nói, trước kia cũng từng đến nhưng lần nào cũng đến vội vàng, đi vội vã. Thanh nhã nói, làm việc ở học viện sử là khắc là bận rộn thế sao? Vương ngôn đáp, thật ra cũng không phải quá bận rộn, bình thường chỉ lên lớp giảng bài, không mệt mỏi lắm, dù sao các đệ tử của tôi đều rất giỏi, không cần những lão sư như chúng tôi quan tâm quá nhiều. Nói đến đây, ánh mắt hắn lại lộ vẻ tự hào, sự tự hào ấy dĩ nhiên là đến từ lớp 2 đến một của hắn rồi. Vương ngôn không chỉ một lần bảo, lớp 2 đến một mà hắn đang giảng dạy chính là lớp có nhiều học viên giỏi nhất mà hắn từng dạy. Hơn nữa, lão sư giảng dạy cùng hắn là chú y, còn cực kỳ hợp ý với hắn, cả hai hợp tác giảng dạy, hiệu cả càng cao. Các đệ tử của hắn không chỉ có thiên phú tốt mà còn rất chăm chỉ, theo tính toán của vương ngôn, lớp của bọn họ chỉ cần đến năm ba thì chắc chắn đều đạt được ba hồn hoàn đây là trình độ cao đến mức nào đây hiện giờ mong ước lớn nhất của hắn là có thể đi theo giảng dạy cả lớp đến khi bọn chúng thuận lợi tốt nghiệp ngoại viện thanh nhã mỉm cười nói tôi vừa nhìn đã biết ngài là một lão sư giỏi ngài vừa nhắc đến đệ tử của mình đã vui vẻ đến vậy rồi cả hai trò chuyện một lúc vương ngôn cũng đỡ cảm thấy hồi hộp hơn y nói tiếp phải nói là bọn chúng đều rất đáng yêu thật lòng bất cứ lão sư nào cũng mong muốn được trông thấy học trò của mình ngày càng xuất sắc mà những đệ tử của tôi từ trước đến nay chưa từng khiến tôi phải thất vọng thanh nhã gật đầu nói hy vọng ngài có thể dạy ra thật nhiều đệ tử vĩ đại cám ơn phương ngôn khách sáo đáp một tiếng nhưng lại không phát hiện thanh nhã đã thấy trong mắt hăn thoáng hiện một chút gì đó kỳ lạ vương lão sư phòng đấu giá tinh quang của chúng tôi định mở rộng buôn bán đế thành sử lai khắc không biết vương lão sư cảm thấy thế nào thanh nhã khẽ cười nói vương ngôn ngẩn người rồi nói phòng đấu giá tinh quang muốn đến thành sử lai khắc dĩ nhiên là một chuyện tốt có điều ở thành sử lai khác có rất nhiều phòng đấu giá e là sẽ phải cạnh tranh khá kịch liệt, thanh nhãm mỉm cười nói. Phòng đấu giá tinh quang của chúng tôi từ trước đến nay không sợ phải cạnh tranh với ai cả, chúng tôi tin vào thực lực của chính mình. Nếu lúc đó, tôi may mắn có thể đến làm việc ở thành sử lai khác không biết có thể liên lạc với vương lão sư không? Dĩ nhiên là được, vương ngôn gần như đáp theo bản năng, thanh nhã rút ra một ống kim loại nho nhỏ đưa đến trước mặt vương ngôn nói. Vậy xin vương lão sư nhận lấy phần lễ vật này, đây là một cái truyền thanh hồn đạo khí, nó có một đôi, cái còn lại tôi đang giữ, chỉ cần trong phạm vi trăm dặm là có thể liên lạc với nhau, hiện nay vương lão sức còn ở thành tinh la, nếu ngài cảm thấy có chuyện gì cần giúp đỡ có thể liên lạc với thanh nhã bất cứ lúc nào. Vương ngôn suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy truyền thành hồn đạo khí, sau đó liếc mắt nhìn thanh nhã, hắn chợt phát hiện thanh nhã cũng đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, đúng lúc này, đột nhiên cả gian phòng được bao phủ một vòng sáng màu vàng. Mọi người theo bản năng nhìn lên màn hình ánh sáng trước mặt, quầng sáng màu vàng vừa xuất hiện cũng không quá chói mắt, nó nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, khiến bầu không khí vốn đang ấm áp bỗng thêm phần cao phú, Thanh Nhã nói: "Các vị khách quý, buổi đấu giá hôm nay sắp bắt đầu rồi." Trên màn hình ánh sáng chợt vang lên một giọng nói vô cùng êm tai: "Hoan nghênh các vị khách quý đã đến tham dự buổi đấu giá này, hôm nay chúng tôi tổng cộng đấu giá 9 vật phẩm, các vật phẩm sẽ được đưa ra theo thứ tự từ thấp đến cao, hy vọng các vị sẽ thích." Bức màn ánh sáng lại một lần nữa trở nên rõ ràng, Xuất hiện trên màn hình là một cô gái mặc váy dài màu đỏ rực, cô gái này khoảng chừng 17, 18 tuổi, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có thể so được với dung mạo tuyệt sắc của Giang Nam Nam, chẳng qua Giang Nam Nam tuổi còn bé nên dáng người chưa được thành thục như cô gái trước mặt, có điều kỳ lạ là cô gái đã xuất hiện nhưng lại không thấy bục đấu giá đâu. Xin chào các vị khách quý, tôi là Cửu Cửu, đấu giá sư chủ trì buổi đấu giá hôm nay, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của các vị nữa, buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu kiện vật phẩm đầu giá đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ, rất lời, cô liền mỉm cười ngọt ngào, tay phải là một động tác vô cùng tao nhã, nhất thời màn hình khẽ chuyển, trên màn hình liền xuất hiện một món đồ. Hoàng Kim Chi mang tả tí cốt của ta tuy không so được với hồn cốt 10 vạn năm nhưng trong số hồn cốt bậc trung, có thể nói không có cái nào vượt qua được nó. Đấy cũng là lý do tại sao thưởng bảo hội của tụ báo các đặt giá cho nó cao như vậy. Phòng đấu giá tinh quang này tuy đồ tốt không ít nhưng không phải bất cứ vật phẩm nào trong buổi đấu giá cao cấp này cũng vượt qua nó được trong khi hai người thảo luận, con số trên hồ đạo bình không ngừng thay đổi, giá tiền tăng như vụ bão, nháy mắt đã vượt qua con số 100 vạn. Có điều sau đó giá tiền cũng bắt đầu tăng chậm lại, Thanh Nhã nói. Các vị khách quý, phòng đấu giá chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, thanh phách hổ luyện hồn đau này được hồn đạo sư chế tạo rất cẩn thận, chỉ riêng phần gỗ bên ngoài đã trị ra 60 vạn kim hồn tệ, đây cũng là giá khởi điểm của chúng tôi, còn giá trị thực tế của nó phải đến 130 vạn kim hồn tệ, thêm cả ba khối hồn cốt kia, tuy nó không được hoàn chỉnh, khiến giá trị của món hồn đạo khí này giảm xuống không ít nhưng nhờ sự chế tạo tinh tế của hồn đạo sư những chỗ bị lỗi đã được điều chỉnh lại nếu những khối hồn cốt ấy còn nguyên vẹn uy lực của hồn đạo khí sẽ tăng tí nhất 10%, giá trị cũng tăng gấp đôi cá nhân tôi cho rằng giá của thanh phách hổ luyện hồn đao như thế này cũng khá chính xác rồi có bao nhiêu người đủ tư cách tham dự buổi đấu gia đình cấp thế này chứ và dĩ nhiên trong số đó không có ai là người ngốc nghếch như cô công chúa cửu cửu kia đã nói nếu là người trong nghề dĩ nhiên sẽ nhìn ra được giá trị của món đồ ấy giá khởi điểm đấu giá dĩ nhiên không thể quá cao nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ chịu lỗ rồi. Cuối cùng đái thực hành nghiến răng bỏ ra 156 vạn kim hồn tệ để mua thanh phách hổ luyện hồn đao, trong một phút, nếu giá cả không thay đổi thì buổi đấu giá sẽ chấm dứt. Phía trên màn hình trong gian phòng của bọn họ bất ngờ xuất hiện một màn pháo hoa rực rõ chứng tỏ bọn họ đã đấu giá thành công. Lần này đái thực hành đã chi khá nặng tay, hắn làm giám sát giả ở học viện Sử Lai khác lâu như vậy cũng chỉ tích góp được mấy chục vạn kim hồn tệ, nhưng không sao, giờ hắn đang ở thành tinh la, có thể nói ở ngay nhà của mình rồi, muốn gom đủ số tiền kia cũng không quá khó khăn. Cô nàng công chúa cựu cựu mặc váy dài màu đỏ lại xuất hiện trên màn hình, cô hơi cúi người chào, nói, cảm ơn vị khách vừa ủng hộ chúng tôi, đấu giá thành công phát hổ luyện hồn đau. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu với vật phẩm thứ hai, tuy bình thường đó không phải là vậy hiếm thấy lắm nhưng nếu muốn gom đủ số lượng như thế này cũng không phải dễ, mời các vị nhìn xem. Màn hình trên vách tường đột nhiên chia thành 12 phần, trên mỗi phần là hình ảnh của 12 khu vực khác nhau, trong đấy đều thấy rõ một vật có hình dáng tương tự nhau, món đồ này có hình trụ, một đầu tròn một đầu phẳng, nhưng màu sắc lại không giống nhau, giống như được làm từ những kim loại khác nhau vậy, đạn của định trang hồn đạo pháo, hòa thái đầu gần như một miệng nói, giọng nói của hắn đã đầy vẻ khiết sợ, giọng nói của công chúa cửu cửu lại vang lên, đây là 12 viên đạn định trang hồn đạo pháo, nó cũng là của Minh Đức Đường, chúng tôi đã rất vất vả mới có thể thu gom đầy đủ như thế này mỗi quả đều có kích thước lớn nhỏ khác nhau do phương thức chế tạo và vì thế tác dụng cũng khác nhau. Nếu sử dụng 12 viên pháo này một cách hợp lý thì uy lực của nó đủ để uy hiếp sinh mệnh của một hồn sư bậc đấu la. Nếu xét theo cấp bậc hồn đạo khí thì độ phức tạp của trận pháp bên trong hạt nhân của nó tương đương với hồn đạo khí cấp 6. Thuộc tính của những quả đạn pháo kia lần lượt là kim, băng, hỏa, thủy, đất, gió, quang minh, hắc ám, kịch động, lôi điện, bạo liệt và ma tí muốn sử dụng những quả đạn pháo này ít nhất phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 6, còn muốn bắn liên tục thì phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 7, mọi người có 5 phút để quan sát nó. Hòa thái đầu không đợi cô công chúa cửu cửu giải thích hết đã bước nhanh đến gần màn hình, hoặc vũ hạo cũng đi sát theo sau với bọn họ, hiện giờ có thể chưa đủ cấp bậc để sử dụng nó nhưng vẫn đủ khả năng giám định. Nhất là hòa thái đầu, trước đây hắn từng sử dụng định trang hồn đạo pháo, nên tầm quan trọng của những quả đạn này hắn là người rõ ràng nhất, cứ thử nghĩ xem, ngay cả cuộc thi đấu hồn đại tái này cũng cấp thí sinh sử dụng định trang hồn đạo pháo đã đủ hiểu tác dụng của nó trong chiến đấu mạnh đến mức nào rồi. Những lời công chúa cửu cửu vừa nói hoàn toàn không chút phóng đại. Nếu sử dụng những quả đạn ở cấp bậc này bắn chúng được cường giả bậc đấu la quả thật có thể uy hiếp được sinh mệnh của bọn họ thậm chí ngay cả phòng hào đấu la cũng ăn không tiêu. Rất tinh xảo. tiểu sư đệ đến đây xem, trận pháp được khắc ngay ở phần đôi pháo nè. Trận pháp này có cả tác dụng tăng tốc, mà bình thường tốc độ nó đã không thấp, thêm cái này vào lại càng đáng sợ hèn chi phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 6 mới dùng được, dùng những định trang hồn đạo pháo bình thường để bắn nó chắc chưa kịp bắn đã nổ tung rồi. Hòa Thái Đầu càng ngắm những quả đạn pháo càng hưng phấn, Vương Ngôn bước đến gần hắn nhỏ giọng hỏi, "Thái Đầu, những quả đạn pháo này có giá trị nghiên cứu gì không?" Hòa Thái Đầu gật đầu không chút do dự, "Có, dĩ nhiên là có, không những thế mà còn rất nhiều nữa, Vương lão sư, ngài nhất định phải mua nó." Mấy năm nay hệ hồn đạo chúng ta chủ yếu nghiên cứu về định trang hồn đạo khí, nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta chỉ làm được đạn pháo cấp 5 thôi. Thứ này quá giá trị, lại còn cần nguyên liệu hết sức cao cấp, chúng ta vẫn chưa đủ khả năng chế tạo được. Nếu lần này mua được nó, chúng ta sẽ tận dụng để nghiên cứu sâu hơn về định trang hồn đạo pháo. Được, ta hiểu rồi, vương ngôn gật đầu, thanh nhã nhỏ giọng nhắc nhở. Các vị, mấy khoản đạn pháo này đều được minh đức đường mã hóa hết rồi, nếu các vị mua về để nghiên cứu thì phải cẩn thận chẳng may chạm phải chốt bảo vệ của nó thì nó sẽ tự động phát nổ hòa thái đầu lại đáp ngay không chút suy nghĩ cái này dĩ nhiên ta biết rồi bất kể ai chế tạo hồn đạo khí cấp cao đều sẽ làm vậy hết có điều chỉ cần những dấu vết bên ngoài đã đủ cho chúng ta hắn đang nói hăng say thì nghe tiếng ho khan của vương ngôn mà giật mình ngừng lại lúc này hòa thái đầu đã nhận ra mình quá vui mừng mà lỡ lời vội vàng đứng nép sang một bên không nói gì nữa cái giá khởi điểm của 12 hai quả đạn pháo làm người ta líu lưỡi quả nhiên càng về sau càng có đồ tốt và dĩ nhiên giá cả cũng vậy rồi 12 hai quả đạn pháo ấy có giá là 65 vạn kim hồn tệ xin các vị khách quý đừng nghĩ giá cả dành cho 12 quả đạn pháo này quá cao, những thứ này dùng để chiến đấu hay sưu tầm đều được, hơn nữa cho dù là Minh Đức Đường, hiện giờ cũng không thể đem ra đầy đủ 12 quả pháo này được, hơn nữa chúng tôi cam đoan, đây là lần đầu tiên định trang hồn đạo pháo cấp 6 của Minh Đức Đường xuất hiện ở phòng đấu giá, đấu giá đã bắt đầu nhưng Vương Ngôn không hề nôn nóng ra giá, hắn im lặng ngồi nhìn màn hình trước mặt, hắn không phải mới tham gia đấu giá lần một lần hai, cho dù ở buổi đấu giá cao cấp như thế này cũng không có nghĩa bất cứ vật phẩm nào xuất hiện cũng có người ra giá. Có lẽ, 12 quả đại pháo này có giá trị hơn thanh phách hổ luyện hồn đao ban nãy một chút nhưng nó lại nằm ở mặt khan hiếm. Hơn nữa, có bao nhiêu người thực sự có thể sử dụng được định trang hồn đạo pháo, huống chi giá tiền này không hề thấp, nó lại còn không giống những cận thể hồn đạo khí hay viễn trình hồn đạo khi có thể sử dụng lại. Cái này dùng một lần là mất luôn, quả nhiên đúng như những gì vương ngôn đã suy đoán, bảng báo giá không hề có sự phản ứng nào con số 65 vạn vẫn đứng yên ở đấy. Một phút sau, giọng nói đầy tiếc nuối của công chúa cửu cửu vang lên. Xem ra hôm nay 12 quả đạn pháo này không có cơ hội tìm được chủ nhân thích hợp với nó rồi, bắt đầu đếm ngược 20 giây. Nếu vẫn không có ai ra giá thì chúng tôi sẽ bắt đầu vật phẩm thứ ba. Vương ngôn quay sang nhỏ giọng hỏi Thanh Nhã. Ra giá cần mấy giây? Thanh Nhã đáp. Nháy mắt, Vương ngôn khẽ mỉm cười gật đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay khi đồng hồ đếm còn 2 giây, Vương ngôn khẽ nói ta ra giá 65 vạn 5 nghìn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 5 nghìn kim hồn tệ, hắn cũng không ra giá khởi điểm mà tăng thêm 5 nghìn, nháy mắt sau, con số 65 vạn trên màn hình khẽ đứng yên rồi đổi thành 65 vạn 5 nghìn kim hồn tệ, thanh nhã hơi giật mình sau đó khẽ che miệng cười tán thưởng, phương lão, sư, ngài thật lợi hại, hoặc vũ hạo cũng thấy rõ chuyện vừa xảy ra, ban nãy ngay lúc cuối cùng không chỉ có mỗi phương ngôn ra giá, tuy nhiên người kia ra giá bằng với giá khởi điểm. Còn vương ngôn thì tăng thêm 5.000 kim hồn tệ, vì thế năm nghìn kim hồn tệ đã quyết định kết cục vương ngôn mỉm cười nói ta chỉ đề phòng một chút không ngờ lại may mắn thành công lấy được mấy khỏa pháo kia thanh nhã mỉm cười chúc mừng nàng dĩ nhiên là vui mừng rồi cô phụ trách tiếp đã học viện sử lai khắc mà bọn họ đã liên tục mua đến hai kiện vật phẩm chẳng những cô có thể được trích phần trăm mà còn được tích điểm thăng cấp ở phòng đấu giá nữa có điều mấy món vật phẩm kế tiếp không làm mọi người ở học viện sử lai khắc cảm thấy hưng thu nữa năm vật phẩm kia lần lượt là hồn cốt cánh tay trái cánh tay phải chân trái, một kim loại quý hiếm và một viễn trình hồn đạo khí cấp 8. Tiếc là kiện viễn trình hồn đạo khí cấp 8 kia cần hồn sư bậc phong hào đấu la mới có thể sử dụng, tên là khai thiên ích địa pháo. Nó cũng xuất xứ từ đế quốc Nhật Nguyệt, tuy nhiên không phải từ Minh Đức Đường mà do một hồn đạo sư cấp 9 khá hiếm thấy chế tạo. Kiện khai thiên ích địa pháo ấy có chút giống với siêu cấp hồn đạo pháo mà Hòa Thái Đầu từng dùng, chẳng qua uy lực của nó mạnh hơn mà thôi. Một ngày dùng được một lần, uy lực có thể sánh ngang với một kích toàn lực từ siêu cấp đấu la cấp 95. Sở dĩ nó bị coi là hồn đạo khí cấp 8 mà không phải cấp 9 chủ yếu vì được làm từ vật liệu hơi kém, vì thế nó mới bị hạn chế lần sử dụng, mỗi ngày chỉ dùng được một lần do nó cần thời gian bổ sung năng lượng quá dài. Mặc dù nó chỉ có thể tấn công mục tiêu cố định, nhưng nếu chiến đấu với người cùng cấp bậc cũng không khó khăn nhiều lắm. Theo như công chúa Cửu Cửu nói thì đây là hồn đạo khí cấp 8 nhưng bên trong lại là trận pháp cấp 9. Cuối cùng, kiện khai thiên ích địa pháo được mua với giá 700 vạn kim hồn tệ. Vương Ngôn không phải không muốn ra tay nhưng cái giá này hắn không thể tùy tiện quyết định. Dù sao quyền hạn của hắn ở học viện vẫn còn hạn chế, mà các học viên ở đây chẳng ai đủ điều kiện để dùng món đồ này. Nếu hắn mua thì về học viện lại không biết ăn nói thế nào. Thế nên ngoài hai kiện vật phẩm ban đầu, mấy món đồ sau dù phẩm chất cao hơn nhưng vẫn không quá hấp dẫn mọi người. Đầu giá sư Thanh nhã ngồi bên cạnh không những không có ý thúc giục bọn họ mà mỗi khi xuất hiện vật phẩm đấu giá mới còn cẩn thận giảng giải từng chi tiết, tác dụng thế nào, phẩm chất ra sao để bọn họ có thể quyết định một cách tốt nhất công chúa cửu cửu lần thứ 8 xuất hiện lại trên màn hình lớn. Cô mỉm cười nói, hai kiện vật phẩm kế tiếp có thể nói gần như là món hàng chính của buổi đấu giá hôm nay, tôi tin chắc mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Trên đời này không phải lúc nào cũng gặp được đồ tốt, tôi dám chắc, trên đại lục không thể nào tìm được món hàng tương tự như kiện vật phẩm thứ 8 này, nó vẫn là một khối hồn cốt nhưng lại đặc biệt khác người, mời các vị nhìn xem. Màn hình lại lóe sáng, sau đó hiện ra hình ảnh của một khối hồn cốt không biết đã được phóng lớn bao nhiêu lần khối hồn cốt này có màu xanh biếc bên ngoài còn phủ một màn ánh sáng màu xanh bức màn này không ngừng di chuyển cứ như bên trong đang chảy một thứ chất lỏng màu xanh biếc vậy theo hình dáng có lẽ đây là một hồn cốt cánh tay trái mặt ngoài của nó ngoài màn ánh sáng màu xanh biếc còn có một chút sương mù màu trắng vì nó được phóng lớn gấp mấy lần nên mọi người có thể thấy rõ ở bề mặt của nó là những viên pha lê trong suốt như bảo thạch những khối hồn cốt xuất hiện trước nó trong buổi đấu giá này đúng là không thể so được, ngay cả khối hồn cốt hoàng kim chi mang của vương đông ngày trước, nếu so vẻ ngoài có lẽ cũng không bằng. Sao có thể được? Khốn kiếp! Trong đầu Hoác Vũ Hạo đột nhiên vang lên hai giọng nói một trước một sau của thiên mộng băng tầm và băng đế. Hoác Vũ Hạo bị sự xuất hiện bất ngờ của hai người dọa hoàng hồn, nhất là giọng của băng đế. Hắn cảm nhận được lúc này băng đế đã thật sự tức giận. Sao vậy băng đế? Hoác Vũ Hạo vội vàng hỏi. Băng đế không lên tiếng tra lời nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được lửa giận của nó càng lúc càng tăng. Lúc này, giọng nói mê người của công chúa cửu cửu lại vang lên, giọng nói lúc này rõ ràng có phần trầm thấp hơn ban đầu, nhưng nhờ thế mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn. Các vị khách quý, tôi cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được giới thiệu với mọi người khối hồn cốt này, mọi người đều biết, với hồn sư, quý giá nhất là hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, nhưng hai thứ này gần như không bao giờ xuất hiện trong các buổi đấu giá. Vì nếu người nào may mắn có được, dĩ nhiên họ sẽ không dễ dàng bán ra bên ngoài mà để dành bôi dưỡng ra một cường giả đỉnh cấp mà khối hồn cốt trước mặt các vị đây là một món hàng cao cấp nhất mà phòng đấu giá tinh quang chúng tôi có được trong năm nay thật lòng khi chúng tôi vừa có được chúng tôi hoàn toàn không có ý định mang ra đấu giá trong buổi đấu giá này vì nó thật sự quá quý giá quá hiếm thấy tôi tin mọi người đều đã nhận ra khối hồn cốt này có thuộc tính băng trước khi chúng tôi xin giới thiệu ưu điểm của nó thì xin quý vị lắng nghe một số khuyết điểm của nó đã có lẽ các vị sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại nhắc đến khuyết điểm cũng bởi vì phóng đấu giá tinh quang chúng tôi luôn đặt chữ tí lên hàng đầu hơn nữa những khuyết điểm kia có thể đối với một vài người lại là ưu điểm cũng không chừng khuyết điểm đầu tiên của khối hồn cốt này chính là thuộc tính của nó mọi người hẳn đã biết từ trước đến nay đa số hồn cốt được hồn sư sử dụng đều sẽ tùy thuộc vào vũ hồn mà xuất hiện hồn kỹ khác nhau đó là những hồn cốt thuộc dòng chính ngoài nó ra còn có một số loại có chút khác biệt nữa nó đòi hỏi hồn sư phải có vũ hồn cùng thuộc tính mới có thể dung hợp nếu không chẳng những không thể không dung hợp được mà còn nguy hiểm đến tính mạng kiện vật phẩm thứ tám của chúng tôi hôm nay chính là một hồn cốt như vậy cho nên khuyết tiêm của nó chính là chỉ có hồn sư có thuộc tính băng mới có thể sử dụng cô công chúa cửu cửu rõ ràng đối với kiện vật phẩm thứ tám này có chút đặc biệt hơn những vật phẩm trước chẳng những cô giải thích nhiều mà giọng nói cũng uyển chuyển êm tai khiến mọi người vừa nghe những lời mô tả của cô xong đã gần như hiểu rõ hết thảy có thể nói yêu cầu thuộc tính băng này tương đối hà khác bình thường trong giới hồn sư những người có vũ hồn thuộc tính băng khá hiếm thấy, cho nên tôi thấy khối hồn cốt này mặc dù tốt nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Khuyết điểm thứ hai của nó cũng khá rõ, nhưng theo tôi nghĩ có thể xem là một ưu điểm cũng được, đó chính là hồn kỹ cố định. Chúng tôi đã nhờ rất nhiều chuyên gia đến thử nghiệm, kết quả cho thấy khối hồn cốt này bất kể là hồn sư có vũ hồn nào dung hợp với nó cũng cho ra một hồn kỹ duy nhất, mà hồn kỹ này lại còn có tính cực hạn rất mạnh. Còn khuyết điểm cuối cùng chúng tôi muốn nhắc đến chính là nên hạn. Theo kết quả chúng tôi kiểm tra được thì khối hồn cốt này ở độ tuổi 5 đến 7 vạn năm. Nghe có vẻ là một ưu điểm nhưng chúng tôi xét nó vào mặt khuyết điểm cũng chỉ vì muốn nhắc nhở mọi người nếu không đủ thực lực thì tuyệt đối đừng tùy tiện dung hợp với nó, nếu không rất có thể cơ thể quý vị sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Cái này là khuyết điểm sao? Chỉ cần thấy vẻ mặt run rẩy của vương ngôn cũng đủ có câu trả lời. Khuyết điểm gì chứ? Rõ ràng đều là ưu điểm. Hồn cốt này hạn chế thuộc tính thì sao chứ? bình thường miễn là hồn cốt hạn chế thuộc tính thì đều có hồn kỹ mạnh mẽ hơn những hồn cốt khác. Hơn nữa nếu có hồn sư đủ điều kiện dung hợp thì chắc chắn nó sẽ mang đến rất nhiều ưu đãi hơn xa những hồn cốt bình thường kia. Ví như khối hồn cốt hoàng kim chi mang tả tí cốt kia, giá của nó sở dĩ cao như vậy cũng vì một nguyên nhân là chỉ có hồn sư có thuộc tính quang minh mới có thể sử dụng. Sau khi dung hợp kết quả thế nào cũng thấy rồi đó, những hồn cốt khác làm sao so được. Khuyết điểm thứ hai lại còn là ưu điểm trong ưu điểm, trước giờ nó chỉ xuất hiện ở những hồn cốt cực mạnh thôi cuối cùng là niên hạn, có hồn cốt nào lấy niên hạn làm khuyết điểm không? Rõ ràng cô công chúa cửu cửu kia chỉ bằng mấy câu đã nói gần hết những điểm tốt của khối hồn cốt này, vậy mà ngoài mặt còn làm như sợ mọi người bị thiệt thòi. Vậy là đã xong phần khuyết điểm, tiếp theo, tôi sẽ nói đến ưu điểm của khối hồn cốt đó, đó đến đây, giọng của cô từ từ chuyển sang giọng thành khẩn, là đấu giá sư hàng đầu của phòng đấu giá Tinh Quang, đồng thời cũng là công chúa của đế quốc Tinh La. Tôi lấy danh dự của mình cam đoan những gì tôi sắp nói đều là sự thật không có nửa phần giả dối đầu tiên tôi muốn nói rõ lai lịch của khối hồn cốt này nó sở dĩ hiếm thấy vì bản thân nó không phải đến từ bất cứ quốc gia nào trên đại lục chúng ta mà chính từ cấm địa cực kỳ nguy hiểm của nhân loại cực bắc thậm chí còn là vùng trung tâm của cực bắc bản thể hồn thú của khối hồn cốt này là một trong những loài có thực lực cực kỳ khủng khiếp ở vùng đất đó băng bích hạt ba chữ băng bích hạt vừa ra khỏi miệng công chúa cửu cửu mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang hoác vũ hạo ánh mặt mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên vì bọn họ đều biết vũ hồn thứ hai của hoác vũ hạo là gì rõ ràng người phù hợp với khối hồn cốt này nhất chỉ có hoác vũ hạo mà thôi hoác vũ hạo cũng giật mình tỉnh ngộ khó trách ban nãy thiên mộng băng tầm kinh ngạc còn băng đế thì tức giận hóa ra khối hồn cốt cánh tay trái kia đến từ chính tộc nhân của nàng công chúa cổ cửu vẫn tiếp tục giới thiệu có lẽ mọi người khá xa lạ với cái tên băng bích hạt nhưng có lẽ với cái tên này mọi người sẽ rõ ràng hơn tộc trưởng của bộ tộc băng bích hạt là băng bích hạt vương còn được gọi là băng bích đế hoàng hạt nó chính là hung thú đứng thứ tám trong thập đại hung thú không xét đến niên hạn chỉ riêng về thực lực, băng Bích Hạt có thể nói là một trong những hồn thú đứng đầu. Hồn cốt của băng Bích Hạt hiếm thấy một phần cũng vì loài băng Bích Hạt này chủ yếu sống theo dạng quần cư, nếu muốn liệp sát một hồn thú trong cả một đoàn này quả thật là một chuyện không tưởng, thậm chí còn muốn khó khăn hơn việc vào tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú 10 vạn năm. Liệp sát hồn thú đã khó như vậy thì việc có được hồn cốt của nó còn gian khổ đến mức nào? Băng, đối với những người có thuộc tính này không phải ai cũng giống nhau. Theo các nghiên cứu cho thấy uy lực của băng mạnh yếu thế nào chủ yếu dựa vào nhiệt độ của nó nhiệt độ càng thấp thì càng đáng sợ mà băng bích hạt vương chính là hồn thú có thuộc tính băng với nhiệt độ thấp nhất các tộc nhân của nó tuy không thể so được với nó nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu bởi vậy bất cứ hồn sư nào có thể dung hợp với khối hồn cốt này thì thuộc tính của họ sẽ tăng vọt nhiệt độ của băng cũng sẽ giảm thấp rất nhiều đây là một ưu đãi rất lớn một sự thay đổi toàn diện thế này đủ gọi là ưu điểm đầu tiên của nó rồi chứ kế tiếp bản thân của băng bích hạt đã có thực lực không kém vậy thì khối hồn cốt này dĩ nhiên chứa đựng nguồn năng lượng không thấp nhưng chính xác nó có thể giúp các vị tăng cường tu vi đến mức nào thì chúng tôi không biết chính xác được điểm này cần các vị có đủ điều kiện tự mình kiểm tra rồi cuối cùng ưu điểm thứ ba của nó là sau khi dung hợp hồn cốt này sẽ mang đến cho hồn sư một kỹ năng gọi là băng bạo ban nãy ta từng nói khuyết điểm của nó là không thay đổi nhưng bây giờ lại chuyển thành ưu điểm bởi vì kỹ năng băng bạo có thể nói là một trong những kỹ năng tương đối thần kỳ của băng bích hạt thậm chí nó đủ sức để so với kỹ năng từ hồn hoàn 10 vạn năm. Ba khuyết điểm, ba ưu điểm, tôi đều đã nói hết sức rõ ràng, bất cứ hồn sư thuộc tính băng nào có được nó cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiếp theo, mọi người có 10 phút để suy nghĩ, công chúa cửu cửu một hơi nói nhiều như vậy rồi đột nhiên dừng lại cũng khiến mọi người có chút bất ngờ. Tuy nhiên, vương ngôn vẫn còn tỉnh táo, hắn quay sang hỏi thanh nhã. Thanh Nhã, buổi đấu giá hôm nay có phải có nhiều hồn sư có thuộc tính băng làm không? Thanh Nhã tức thì có chút xấu hổ, tuy nhiên cô cũng không phủ nhận mà khẽ gật đầu đáp thật xin lỗi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy hơn nữa những buổi đấu giá cao cấp như thế này không thể không có các vị khách như thế thực tế bảy kiện vật phẩm đầu chỉ là khởi động thôi hai kiện vật phẩm sau cùng mới là trọng tâm mặc dù đây là sách lược của phòng đấu giá chúng tôi nhưng đấu giá sư cửu cửu không hề nói quá khối hồn cốt này đúng là tinh phẩm trong tinh phẩm vương ngôn gật đầu rồi quay sang nhìn hoác vũ hạo và lăng lạc thần trầm giọng nói hồn cốt chỉ có một các con cứ thống nhất ý kiến ta sẽ thử giúp các con. Hoác Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần dĩ nhiên hiểu ý của Vương Ngôn là gì. Khối hồn cốt thuộc tính băng cao cấp như thế này là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, bất kể giá cả thế nào cũng không quan trọng, dù sao tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Hồn cốt băng bích hạt cánh tay trái dĩ nhiên có ý nghĩa quan trọng với Hoác Vũ Hạo nhưng đồng thời với Lăng Lạc Thần cũng không kém. Có thể nói nếu có nó, tổng thể thực lực của Lăng Lạc Thần sẽ tăng vọt, thậm chí có khi còn so được với mã tiểu đào hay đái thực hành, con đường tương lai của cô sẽ ngày càng rộng mở băng bạo cái tên vô cùng đơn giản nhưng là một hồn sư có vũ hồn thuộc tính băng làm sao lăng lạc thần lại không hiểu mấy chữ này có ý nghĩa gì đây nói đơn giản băng bạo chính là uy lực cũng giống như lần bọn họ đấu với vị tả hồn sư có kỹ năng thì bảo vậy thậm chí uy lực còn muốn mạnh hơn nữa đối với một hồn sư có thuộc tính băng muốn tạo ra băng có gì là khó còn băng bạo chính là ngòi nổ nếu sử dụng tốt thì uy lực của nó có thể gọi là thần kỹ bên trong tinh thần hải của hoắc vũ hạo lúc này vô cùng nhộn nhịp băng đế sau vài giây tức giận bỗng nghe thấy hai chữ băng bạo đột nhiên lớn tiếng hò hét bắt buộc hoắc vũ hạo bằng mọi giá phải có được khối hồn cốt này nguyên nhân rất đơn giản vì ngay cả phòng đấu giá tinh quang cũng không biết trong bộ tộc băng bích hạt số hồn thú có được kỹ năng này ít đến thảm thương ngay cả băng bích đế hoàng hạt cũng không có băng đế chỉ đơn giản giải thích vài câu đã đủ cho hoắc vũ hạo hiểu rõ uy lực của kỹ năng này những gì băng đế nói là nếu ngày xưa nàng có kỹ năng này thì vị trí dẫn đầu tam đại thiên vương đã không thuộc về tuyết đế nhưng hiện giờ Hoắc vũ hạo có thể tranh giành được sau hắn không thể mở miệng nói được hắn thấy anh mắt mong chờ của lăng lạc thần những gì muốn nói liền chui tọt trở vào trong khối hồn cốt này đối với những hồn sư thuộc tính băng còn quan trọng hơn hồn cốt mười vạn năm nữa thử nghĩ xem có ai đồng ý chịu nhường cho người khác không lăng lạc thần không thích mới là lạ hơn nữa chắc chắn lát nữa đấu giá giá cả sẽ tăng đến chóng mặt ngoài ra hắn cũng không muốn mình và học tỷ có gì bất hòa vì bọn họ là đồng đội mấy ngày tới còn phải hợp tác chiến đâu nữa băng đế cảm nhận được trong lòng hoắc vũ hạo đang do dự cũng dần tỉnh táo lại đồ đần cứ nhường cho cô ấy đi hả hoắc vũ hạo ngẩn người không phải ban nãy thì nói không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được khối hồn cốt kia sao băng đế cười lạnh một tiếng nói ban nãy vì lão nương bực bội quá nên hồ đồ để nghĩ ai cũng có thể dùng hợp hồn cốt của băng bích hạt sao vừa rồi những gì đấu ra sư kia nói cũng chỉ là ý kiến chủ quan của bọn họ ở đây có ai hiểu băng bích hạt hơn ta chứ những lời cô gái kia nói đa số đều đúng nhưng có một chút nhầm lẫn, mà nó cũng là vấn đề lớn nhất của khối hồn cốt ấy. Chỗ sai lầm của cô ta chính là dung hợp hồn cốt, không phải cứ dung hợp là thuộc tính băng sẽ tăng lên, đệ có biết tại sao không, Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói. Đại tỷ là, tình hình đang gấp lắm rồi, tỷ xem ánh mắt của lăng học tỷ kìa, tỷ đừng có úp úp, mở mở nữa. Băng đế hừ một tiếng rồi nói nhỏ với Hoắc Vũ Hạo vài câu. À, không ngờ lại thế, Hoắc Vũ Hạo giật mình, sau đó tâm trạng cũng thả lòng hơn, như vậy cũng không phải xấu. Đấu giá sư thanh nhã, tôi có một chuyện muốn hỏi. Hoắc Vũ Hạo không nhìn sang ánh mắt mong chờ của Lăng Lạc Thân mà quay sang hỏi Thanh Nhã. Thanh Nhã nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, không hề có ý khinh thường cậu bé này. Phòng đấu giá của bọn họ đã điều tra rõ ràng những đệ tử lần này đến thi đấu của Học viện Sử Lai Khắc, một trong những người đáng chú ý nhất là cậu bé Hoắc Vũ Hạo này. Những biểu hiện của hắn trong các trận đấu kia đều vô cùng xuất sắc, chỉ bằng vũ hồn thuộc tính băng và hai hồn hoàn đã có thể làm nên hành động mang tính quyết định thanh nhã hoàn toàn chắc chắn cậu bé này chính là ngôi sao tương lai của học viện sử lai khắc xin thử nói khoác vũ hạo trầm giọng nói có thể tạm dừng lượt đấu giá này không vật phẩm của các vị có vấn đề hắn vừa nói xong mọi người đều chấn động bọn họ không ngờ hoác vũ hậu không những không cùng lăng lạc thần thảo luận xem ai là người sử dụng khối hồn cốt ngược lại lại chất vấn phía phòng đấu giá thanh nhã nhíu mày nói quý khách chuyện này tuyệt đối không có khả năng mỗi kiện vật phẩm trước khi đưa ra đấu giá đều được chúng tôi kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Ngài nói thử xem kiện vật phẩm nào có vấn đề gì, Hoắc Vũ Hạo nói, chính là khối hồn cốt băng bích hạt kia. Tôi nghĩ đến danh dự của phòng đấu giá các vị nên mới nói những lời này, nếu cô không thể quyết định có thể mời người có trách nhiệm đến cũng được, thanh nhã lại càng nhíu mày hơn. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang vương ngôn, vương ngôn khẽ cười nói, đấu giá sư thanh nhã, cô không cần nhìn tôi, tôi tin tưởng vào phán đoán của đệ tử mình, hơn nữa nếu nói trên đời này có người nào có tư cách kiểm tra kiện vật phẩm thứ tám này có lẽ đệ tử của tôi hoàn toàn xứng đáng chúng tôi cũng không muốn làm cô khó xử thôi thì vũ hạo cho thanh nhã xem vũ hồn của con đi khoác vũ hạo gật đầu xoay người cởi áo khoác của mình xuống đưa cho vương đông sau đó cởi áo trong để lộ ra phần trên của cơ thể sau đó hắn bắt đầu vận chuyển hồn lực một hồn hoàn màu trắng từ dưới chân bay lên nhiệt độ trong phòng tức thì hạ xuống một hình xăm bọ cạp thật lớn lặng lẽ xuất hiện trên lưng hắn trên hình sam này mặc dù chưa thấy rõ cái đuôi ở đâu nhưng chỉ cần xem phần trên đã đủ thấy đây là băng bích đế hoàng hạt đương nhiên đừng nói vị đấu giá sư thanh nhã ngay cả vương ngôn kiến thức sâu rộng cũng không phân biệt được đâu là băng bích hạt đâu là băng bích đế hoàng hạt cái này cái này là thanh nhã kinh hãi nhìn chằm chằm hình sam trên lưng hoắc vũ hạo vương ngôn nói thanh nhã vũ hồn của đệ tử tôi là băng bích hạt vô cùng hiếm thấy nó cùng lại với khối hồn cốt mà các vị vừa giao giá cho nên nếu nó nói khối hồn cốt của các vị có vấn đề thì ta tin tưởng tuyệt đối vào suy đoán của nó, vì thế, tốt nhất cô nên trở về xin chỉ thị thì hơn. Thanh Nhã không do dự nữa mà gật đầu nói, xin các vị đợi một lát, nói xong cô liền lập tức chạy ra ngoài, vật phẩm có vấn đề, chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo cho cô thấy vũ hồn của mình cô đã hoàn toàn tin tưởng, khoảng một phút sau, trên màn hình lớn lại vang lên giọng nói của công chúa cửu cửu. Vì kiện vật phẩm này quá đặc biệt nên phòng đấu giá chúng tôi đặc biệt quyết định để mọi người có thêm 10 phút suy nghĩ để kỹ càng hơn.